Rồi hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là bón phân gì cho cây mai trong tháng 11 này, và cây nào bón cái gì, và những cái cây nào không nên bón, và những cái vấn đề cần lưu ý cho cây mai trong tháng 11 này nha các bạn ha. Thì cũng gần tháng 11 các bạn ha, nay ngày 29 rồi. Thì video này mình quay giác trưa 2 giờ nha các bạn ha. Thì rồi trong tháng 11 này á, mình đi vào vấn đề thẳng luôn cho các bạn ha. Thứ nhất là những cái cây mai mà của các bạn mà chưa có nụ kim, hoặc nụ kim ít, hoặc là nụ còn nhỏ. Có nghĩa là cây mai của các bạn á, nó nụ ít nè. Nụ ít nhưng mà nó vẫn còn nụ kim nha các bạn ha. Và nụ chưa có nụ ha, thì các bạn sử dụng cho mình thằng 6-30-10 này. Mình nói lại ha, sử dụng thằng 6-30-10 này với điều kiện là cây mai của bạn lá cũng còn xanh, nhưng mà cây nó ít nụ, nụ nó còn nhỏ, nụ nó còn nụ kim các bạn ha. Thì sử dụng thì liều các bạn có thể bón từ 1 đến 2 gram trong một lít nước ha, tưới gốc hoặc phun lá. Phun lá thì các bạn phun cái liều khoảng 1 gram hoặc 1 gram rưỡi trong một lít nước được rồi các bạn ha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ tinh thần của mình bằng việc đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Tùy theo cái cây của bạn mà bạn điều chỉnh liều cho mình ha. Lưu ý là khi sử dụng cái thằng này thì lá nó sẽ mau già và nụ nó sẽ mau lớn lên nha các bạn ha. Thì cái trường hợp thứ nhất này các bạn lưu ý giúp giùm mình ha. Không có sử dụng 6-30-10 cho những cái cây mai mà lá nó đã già quá, và những cái cây mai mà nụ nó đã vừa và nụ nó đã lớn, các bạn lưu ý được đó cho mình ha. Điều này rất là quan trọng, các bạn sử dụng sai thì sẽ đem lại cái tác hại đó nha các bạn ha. Lưu ý được đó cho mình, chỉ sử dụng cái thằng 6-30-10 này liều từ 1 gram đến 2 gram trong một nước với những cái cây mai lá còn xanh và ít nụ, chưa nụ và nụ còn nhỏ, nụ kim. Lưu ý được đó cho mình ha. Tại bây giờ là tháng 11 rồi mà những cái cây mai của các bạn mà nụ nó còn nụ kim thì đương nhiên phải thúc lên bằng cái sử dụng thằng 6-30-10 này. Nụ kim thì các bạn phải căn cứ vào cái cây của bạn nụ như thế nào các bạn ha. Có một số giống á, là cái cây mai nụ nó đã hơi nụ kim thôi. Ví dụ như thế này nè, nó hơi nụ kim như thế này, như nụ như thế này nè. Có một số giống nhà nụ như thế này là nụ nó đã bự các bạn ha. Đó, tùy theo bạn phải biết cái cây của bạn giống nó như thế nào, chứ không phải là cây nào cũng giống như vậy hết. Có những cây á, nụ nó như thế này thôi, mới như thế này thôi là đã lớn của nó nha các bạn ha. Lưu ý rõ cho mình, bạn phải hiểu được cái cây của bạn. Còn những cái cây mai mà bạn mới mua về á, bạn không biết cái nụ nó to lớn như thế nào á, thì bạn làm kiểu nhàn hên xui nha bạn ha. Đó, thì cái trường hợp mà cây nụ mà nhỏ như vậy mà đã lớn rồi thì hiếm lắm ha, mình chỉ phòng hờ hờ thôi. Rồi những cái mai mà các bạn mà chưa có nụ á, mà lá nó còn xanh á, thì cũng bón đi, bón vô mai ra thì nó có một vài nụ để các bạn chơi cũng đỡ ha, còn hơn là không có nụ nào. Thì thường những cái mai mà bây giờ mà ít nụ hoặc là chỉ vài nụ thì thường là do giống các bạn ha, do giống hoặc là chế độ chăm sóc của bạn chưa có điều độ nên nó xảy ra cái tình trạng như vậy đó. Thì chính vì thế thì các bạn bổ sung cái thằng này cho mình ha. Liều mình nói lại là từ 1 gram đến 2 gram thôi nha các bạn ha. Còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà cây mai của các bạn mà bây giờ mà nụ nó có thể nó hơi lớn một chút xíu và nụ nó vừa thôi, hơi lớn và vừa thôi nha bạn ha. Vừa có nghĩa là nó không có to quá và cũng không có nhỏ quá, không có khả năng là nụ kim, nhưng mà nụ nó đó, ví dụ như nụ thế này nè đó, kêu là nụ vừa các bạn ha, nụ như thế này thôi, nó chưa chuyển qua mở gà đó. Thì các bạn bây giờ bạn sử dụng cho mình cái thằng 12-12-17 này nha bạn ha, để tưới liều dưới 1 gram hoặc dưới 1 gram trong một nước thôi. Nó thì cái thằng phân này mình cũng ít xài tới mà ha, 12-27 nè ha, xài nó không có nhiều đâu ha. Thì nói chung là bạn mua chừng ký thì bạn xài mấy năm cũng không hết nữa nếu mà cây của bạn ít đó. Hoặc là bạn có thể sử dụng cái phân 15-20 cũng được, nhưng mà mình thấy phân 12-12-17 này nó tối ưu hơn đó. Thì mục đích để bạn sử dụng cái phân 12-12-17 này để cho nó thúc nụ, không phải thúc nụ mà có nghĩa là nó làm cho nụ bạn nó từ từ nó lớn lên và nó chuyển qua mở gà ha. Đó, đó là cái trường hợp thứ hai nha. Trường hợp này thì bạn cân nhắc nha, cây mai của bạn mà nụ nó đã lớn và không được xài
cây mai của bạn mà nụ nó lớn quá không được xài các bạn ha, không được xài cái thằng 12, 12, 17 này. Nụ nó đã no nưỡng á, bạn phân biệt với nụ no nưỡng á, ví dụ như nụ này nó cũng muốn no nưỡng nè đó, thì không cần nó xài nè, bạn thấy là nụ này no nưỡng bự nè thì cũng không nên xài nha bạn ha. Đó, nụ no nưỡng và nụ nó đã chuyển qua mỡ gà rồi á thì không cần nên xài đâu các bạn ha, tại bón vô xài nguy hiểm lắm. Chỉ cái những cái nụ mà nó còn non non như thế này nè và nó còn xanh như thế này nè thì mới sử dụng thôi các bạn ha. Đó, đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là những cái mai mà của các bạn mà nụ nó đã no nưỡng quá như vậy như mình nói đó, no nưỡng quá và nó xảy ra cái hiện tượng là chỗ bông lát đát nó đát rồi đó, thì các bạn không bón bất cứ phân nào hết, chỉ ngoài việc bạn bón canxi bo thôi nha, và bạn đem cây vô chỗ nắng ít lại, chỉ nắng sáng là được rồi đó. Thì canxi bo này bạn là chưa tưới lần nào thì có thể tưới đi nha bạn ha, tưới như bây giờ tưới đi thì sau đặt trước lặt lá khoảng 10 ngày 15 ngày thì bạn tưới thêm lần nữa, hoặc là bạn xịt đó ha, lâu này xịt thì nó hay hơn là tưới. Bạn bảo bạn mua cái casibo nào cũng được ha, thì tất cả các trường hợp thì đều sử dụng cho casibo này được hết bạn ha. Casibo này nó sẽ giúp cho cái quá trình nụ của bạn nó chắc hơn và sau này nó chống rụng búp bông và bông, và nó sẽ cho bạn khi mà bung vỏ lùa bạn ha, khi mà nụ nó bung vỏ lùa nó cho được nhiều búp bông hơn ha, ngoài nguyên tố là kali đó. Còn bây giờ nhiều bạn hỏi là cây mai của bạn mà nụ nó còn nhỏ và nụ nó vừa đó, nó chưa chuyển qua mỡ gà thì sử dụng được kali được hay không, thì mà nó được các bạn ha. Thì kali nó sẽ giúp cho cái lá của bạn nó sẽ dần già lại và nó trả chất về nó nuôi nụ, và nó sẽ giúp cho những cái nhánh của bạn nó mập hơn một chút. Và điều quan trọng nhất là trong tháng 11 này bạn biết làm cái gì không, là cũng phải tưới nước thật đủ cho cây mai nha bạn ha, có thể tưới dư một chút cũng được, đừng để cây bị sốc nước nha bạn ha. Lúc này thời tiết như bữa nay bạn thấy thời tiết nắng là rất là nhiều nè đó. Mình nói chung là mình chăm sóc thì mình cũng sơ sài lắm, mình không có kỹ lưỡng đâu, mình thấy bữa nay nắng rất là nhiều, chậu mình có thể là một số chậu nó đã khô dữ lắm rồi đó, nhưng mà mình cũng không cần kiểm tra để tưới bổ sung đâu. Các bạn phải siêng nha, các bạn phải kiểm tra coi chậu nào mà nó thiếu nước phải tưới bổ sung vào giác chiều nha các bạn ha. Để không thôi là cái cây mai của bạn nó sẽ thiếu nước và nó sốc nước, nó sẽ xuống lá và nó chậu bông sớm nha các bạn, lưu ý đó cho mình ha. Đặc biệt là những cái chậu mà sốc nước tốt á, những cái chậu tàn lá nhiều á, hút nước dữ lắm, để kiểm tra giùm cho mình nha các bạn ha. Đó là cái vấn đề nước á. Cây mai chậu bông sớm á, thường là do bạn tưới nước chập chờn các bạn ha, tưới không đủ nước, đa số là cái vấn đề về nước là gây chỗ bông sớm rất là nhiều. Cái thứ hai là vấn đề bón phân không có đúng loại phân và không đúng liều lượng, nó cũng sẽ gây cho cây mai của bạn chỗ bông sớm. Như mình nói là bây giờ các bạn không có nên bón kích rễ cho những cây mai mà nụ đã vừa đã lớn. Ví dụ như nào mà không sử dụng cho những cây mai nụ vừa và nụ lớn nha. Và DB cũng vậy, hoặc là 16, 16, 8 cũng vậy. Không sử dụng cho những cây mai nụ vừa và nụ lớn rất là nguy hiểm. Lưu ý điều đó cho mình ha. Tại chăm sóc một trong một năm á, thì nếu mà để cho bỏ chỗ bông sớm rất là uổng cho cây mai của mình ha, kể cả cái thằng siêu lân kẽm cũng vậy á. Các bạn đừng có ý là cái thằng siêu lân kẽm mà nó sẽ giúp cho lá bạn nó xanh bền chống rụng, nó giúp thiệt đó, nhưng mà bạn bón nhiều quá, bạn bón 2-3 lần trở lên là nó nguy cơ nó chỗ bông sớm nha các bạn ha, đó, đừng có lạm dụng ha. Thì mình khuyên các bạn là chưa có sử dụng thằng siêu lân kẽm thì nếu mà chỉ sử dụng một lần liều 1cc trong một lít nước thôi để chống hiện tượng rụng lá thôi, chứ bạn tưới vô bạn thấy nó chống được hiện tượng rụng lá bạn mừng, mà bạn tưới nó hoài cứ 10 ngày nửa tháng tưới lần nữa là cây mai bạn chỗ bông sớm, nguy hiểm đó cho mình ha. Thà bạn ngưng phân đi, những cái mai mà nụ nó vừa và to quá rồi đó bạn ngưng phân liền, đối với những cây mai to quá thì bạn đem dây vô chỗ nắng ít lại là đương nhiên rồi ha, và tưới nước đủ cho nó, và lúc này cũng phải xịt ngừa bọ trĩ và sâu đen các bạn ha, chứ không có thể bỏ đâu các bạn ha. Xịt nhưng mà 15 ngày 20 ngày bạn xịt lần cho mình ha, đặc biệt là sau khi trước khi lặt lá và sau khi lặt lá cũng phải xịt để nó bảo vệ cái nụ của mình. Đó là trong những cái vấn đề mà trong tháng 11 này các bạn cần lưu ý cho mình ha. Việc lưu ý thứ nhất là nãy giờ mình chia sẻ đó, cây mà bây giờ mà nụ chưa có nụ hoặc là nụ nó ít quá mà nó vẫn còn nụ kim hoặc là còn nụ kim thì các bạn sử dụng 60-30 này để mà liều từ 1-2 gram trong một nước ha, để mà tưới hoặc là phun lá thì liều thấp xuống một chút đó.
Còn mà cái những cái cây mai mà nụ nó vừa và nó còn xanh thì các bạn sử dụng cho mình 12, 12, 17 này để cho cái lá mình nó từ từ nó ngã vàng lại, trả chất về nó nuôi nụ. Nó vàng từ từ thôi nha bạn ha. Trả chất về nó nuôi nụ cho nó nụ nó rám vàng mỡ gà. Còn những cái mai mà nụ nó đã chín mùi quá, nó đã ra rám vàng mỡ gà và nó nụ nó to rồi thì các bạn ngưng phân cho mình nha bạn ha. Chỉ cần tưới nước cho nó đủ đầy đủ là được rồi. Còn những cây mai mà nụ nó non nưỡng quá thì các bạn có thể đem cây vô chỗ nắng ít lại, chỉ nắng sáng thôi mà tưới nước đủ cho nó. Và đặc biệt lưu ý trong tháng 11 này là ba cái vấn đề bạn cần nên làm cho mình là phải tưới nước đúng đủ nha, phải tưới nước đủ có thể là dư cho cây luôn. Các bạn đừng để cây nó thiếu nước. Đó nên đó là vấn đề quan trọng nhất. Và vấn đề thứ hai là các bạn bón đúng loại phân. Nếu có bón phân thì đúng loại phân và đúng liều lượng cho mình. Nha, đừng có bón những cái loại phân mà mình nghi ngờ nó là đừng có bón nha bạn ha. Mình chưa sử dụng lần nào mà và nghi ngờ á thì đừng có bón. Thứ ba là phải xịt sâu vào bọ chỉ cho mình ha bạn ha. Thì 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày vậy đó mà phải xịt nha bạn ha để nó không có ăn nụ mà hết. Và những cái bạn nào mà chưa xịt nhện đỏ thì xịt đi, năm nay nói chung là nhện đỏ, là dịch nhện đỏ các bạn ha. Thì nó hoành hành rất là ghê. Nói chung là mình chăm sóc mai mình phải xịt ngừa. Không xịt ngừa thì bị nhện đỏ nó tấn công rồi mình có mua thuốc xịt đi nữa lá nó cũng bị nó ăn xấu các bạn ha. Và những cái cây mai mà bị như lá nhện đỏ thì nó sẽ khả năng nó rụng sớm hơn là những cây mai mà không bị nhện đỏ. Rồi video này á, bạn nào chưa đăng ký kênh mình hãy nhấn bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn ha. Nếu thấy hay hãy cho mình một like nha các bạn ha để mình có tinh thần động lực để mình ra video nhiều hơn. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.